tìm bài mẫu trên mạng để bắt chước từng câu từng từ. Năm 2022 rồi mà bạn vẫn học IELTS speaking theo những cách cũ như thế này ư? Mấy cái cách kia có thật sự giúp bạn tiến bộ được hơn ư? Ôi không được đâu bạn ơi. Đến lúc bạn phải thay đổi cách học rồi. Và điều bạn cần chính là khóa học PSSR của The IELTS Workshop, nơi cất giấu bí kíp chinh phục IELTS Speaking toàn tập. Khóa học này sẽ giúp bạn làm quen với các chủ đề chính trong IELTS, từ đó áp dụng kiến thức thực tế vào bài thi. Phương pháp học tập mới lạ và giáo trình hiện đại sẽ kích thích tư duy, phát triển khả năng tự lên ý tưởng của các bạn. Nhờ vậy, với bất kỳ đề speaking nào, bạn đều có thể phân tích dễ dàng. Đặc biệt hơn, tại khóa PSSA, bạn sẽ được thực hành nói trực tiếp với các giáo viên đều đạt 8.0 IELTS trở lên. Họ sẽ mang lại cho bạn những công cụ cực lợi hại để chế ngự các câu hỏi khó trong Part 2 and 3.